Chào cô chú anh chị và các bạn, một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha. Rồi hôm nay tới ngày đốn dừa sim nè cô chú anh chị và các bạn. Có anh chị này lại đốn dừa sim ha. Dừa sim là mỗi tháng đốn một lần nha cô chú anh chị và các bạn. Dừa lúc này cũng xuống giá lắm rồi cô chú anh chị. Mùa mưa là dừa nó xuống giá. Mùa nắng là dừa nó có giá nha cô chú anh chị và các bạn. Mùa này thì thấp lắm. Qua Tết á, dừa mới có giá trở lại nha cô chú anh chị và các bạn. Trồng dừa cũng có thu nhập hàng tháng cô chú. Nhưng mà trời mưa, tháng mưa này nè là dừa rất là thấp luôn. Còn mấy tháng nắng là dừa cao. Giá nó rất cao. Cao gấp đôi những tháng mưa cô chú anh chị. Nói chung là ở quê Bến Tre là thu nhập là từ dừa nhiều lắm cô chú anh chị. Thì mỗi tháng nó cũng có thu nhập. Nếu mà có dừa nhiều thì thu nhập vẫn sống thoải mái cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị xem video nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé cô chú anh chị và các bạn. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều nhé. Đi đốn dừa sim là một người leo lên này cắt bồn dừa, một người ở dưới giữ dây nha cô chú anh chị, để thòng dây xuống mình lấy rồi mình kéo lên mình đốn đốn tiếp. Thường một cây dừa đốn hai buồng, hai quài dừa cô chú anh chị và các bạn, một cây dừa được đốn đốn được hai quài. Cái vùng đất ở đây là chỉ cây dừa mới thích hợp với vùng nước ở đây cô chú anh chị. Vùng nước ở đây nó nhiễm mặn với phèn nhiều á, rồi trồng những trái cây có múi là không không được, không có tốt rồi cô chú anh chị. Thường là chuyển qua trồng dừa thôi. Trồng dừa nó chịu những phèn và nước mặn á thì nó chịu. Còn những trồng trái cây có múi như là chanh rồi bưởi rồi cam quýt đồ là không được nha cô chú anh chị. Tại vùng này nó nhiễm phèn dữ lắm, trồng không có tốt rồi. Cái khu này thì sống nhờ vào cây dừa cô chú anh chị và các bạn. Nếu mà dừa có giá thì sống nó thoải mái hơn, còn nếu không dừa mà xuống giá thì cũng sống được nhưng mà nó không được thoải mái bằng. Nhà nào mà đất nhiều, dừa nhiều là sống với dừa cũng ngon lành luôn á cô chú anh chị và các bạn. Còn dừa ít thì cũng đủ mua đồ ăn cơm hàng ngày á, cũng được, cũng sống cũng được cô chú anh chị và các bạn. Ở quê thì trồng thêm những rau nè, củ nè, mướp nè, đậu bắp nè, trồng đủ loại thì để mình ăn hàng ngày á cô chú anh chị, đỡ tiền đi chợ. Đây có cây dừa sát nhà với sát cái ao nè cô chú anh chị, nhưng mà trái sai không ha. Dừa này 4 năm rồi cô chú anh chị, 4 năm cho thu hoạch trái. Dừa này dừa đã đỏ đỏ ha. Dừa này uống nước ngọt lắm mà con chú khó các bạn. Leo lên lấy dây vô gì đâu khó. Sai trái. Sát sát cái ao nè cô chú anh chị. Một cây dừa đốn hai quả dừa cô chú anh chị. Trồng dừa này mình chăm sóc nó cũng ít nên lắm cô chú anh chị. Ví dụ 2-3 tháng mình rải phân một lần. Rồi mình xịt thuốc dừa cô chú anh chị. Xịt thuốc đừng cho con trùng cắn dừa nó không có bóng dừa cô chú anh chị.
nó bị sẹo dừa, không có bán được, bởi vì mình phải xịt thuốc với rải phân. Nhưng mà mấy tháng mình mới rải phân xịt thuốc một lần, nhưng mình không có chăm sóc nó nhiều. Những cây lúa, cây này chăm sóc nó lớn lên rồi mình rải phân với xịt thuốc cho nó vừa, nó đẹp thôi, cho trái cho nó bóng, nhìn nó đẹp đó, chú anh chị. Chứ mình không có chăm sóc nhiều. Trốn đi mất tại mấy tỷ gì đó. À, nhà còn những cây dừa rất cao nha cô chú anh chị, mười mấy mét á, nhưng mà trái còn rất sai ha, nên mình không có đốn trồng dừa khác. Nhưng còn sử dụng được thì mình cứ để ha, cao lắm á, mười mấy mét của chú anh chị và các bạn. Cái này đốn được ba hoài nè cô chú anh chị và các bạn, ba hoài dừa, nhưng mà cũng không có sai trái nhiều ha, hoài cũng 9-10 trái gì thôi. Còn đây là trồng rau lan nè cô chú anh chị và các bạn, đó, nó xanh ôm luôn á, rau lan trồng đây tốt ghê, quá xanh luôn. Cái dừa này đốn được 4 hoài nha cô chú anh chị, mà có 1 hoài thì ít trái, còn 2 hoài kia cũng được được chút ha, 3 hoài đó, còn hoài đang đốn nè, đang xuống ha. Có một cây dừa sim nè cô chú anh chị, cái dừa này là nước rất ngọt nè cô chú anh chị, cái dừa này trồng ở sát bến ghe nè ha, dừa trái cũng không lớn nhưng mà nước rất ngọt nha cô chú anh chị và các bạn, chỉ cây dừa này là nước ngọt nhất.
này cũng có tơi có tổ có ràng hóa cho chuyện đi cũng đi. Cây dừa này nước ngọt mà trái sai lắm nha cô chú anh chị. À, cái này là dừa sim thiệt. À, này cũng mấy chục năm rồi ha, mà còn rất trái sai nha cô chú anh chị. Rồi đang đếm dừa ha. Đang đếm dừa. À, đếm những cái dừa nào mà nó bị nhỏ hay gì ta loại bỏ ra ha. Trước sân nhà ba mình trồng những cây hoa hoa dừa cạn gì nè cô chú anh chị. À, bông màu tím nó đẹp ha, tím màu trắng. Mày mua cái mày đốn thêm mà buồn hay buồn nữa đâu á. Có mấy cây dừa ở trước nhà mà sao nó trái nó ít, nó không sai cô chú anh chị. Mà ở sau nhà thì trái rất sai mà trước nhà có mấy trái à, hoài có 5-6 trái à, cô chú anh chị. Cũng sát xong nè mà sao trái ít quá. Còn cây này nữa là xong rồi cô chú anh chị và các bạn. À, đống dừa đã xong ha. Cây này nữa rồi đếm dừa. Rồi đống dừa xong rồi bỏ lên chiếc ghe lôi này nè, xe lôi nè của chú anh chị. Để ta chạy tới dừa ta bỏ xuống ha. Tại trong đường vườn dừa là chỉ đi mấy xe này mới được nha cô chú anh chị. Tại cái đường đan nhỏ lắm, 8-9 tấc gì đó không đi xe lớn được, phải đi cái xe nhỏ vậy nè. Thì có Honda kéo nó, xe lôi kéo nó mới chạy được nha, mới chở dừa được nha cô chú anh chị.
tới giờ tối mà nó còn trời hè hè đó. Chiều là mát. Vừa trái bự. Rồi, chắc lên đầy xe chở về thôi. À, video này tạm dừng tại đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn xem video, nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh mình nhé cô chú anh chị và các bạn. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều nha.